Con người sinh ra lớn lên cần phải lao động để làm ra tiền. Nhưng làm ra tiền nhiều để làm gì? Nên dùng tiền vào mục đích gì? Chúng ta hãy cùng nghe lời Phật dạy về tiền bạc bạn nhé. Người ta thường có câu: đồng tiền đi liền khúc ruột. Tiền bạc là thứ không thể thiếu được, nhất là trong cuộc sống hiện tại này. Không phải tiền bạc là cuộc sống, nhưng trong cuộc sống cần có tiền. Tiền bạc của cải có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều nhu cầu trong đời sống của mình. Theo lời Phật dạy thì tiền bạc và tài sản là phương tiện để chúng ta sinh sống, phục vụ cho nhu cầu cá nhân, cũng để hoằng pháp lợi sinh. Người Phật tử nên có công ăn việc làm ổn định để nuôi sống được bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn nghề nghiệp chân chính, chứ không phải cứ làm ra tiền là được. Không nên làm những việc gây tổn hại cho xã hội, cho cộng đồng, cho nhân loại, như mua bán vũ khí, nô lệ, phụ nữ, các chất gây nghiện, gây sai, chế tạo thuốc độc hay trực tiếp sát sinh. Phải biết rằng, những việc vừa kể trên sẽ tổn hại đến âm đức, gây đau khổ cho bản thân và gia đình trong hiện tại và tương lai. Gây nghiệp báo chẳng dễ dàng hóa giải. Hơn nữa, người Phật tử chân chính có lòng từ bi thương xót chúng sinh sẽ không vì lợi ích nhất thời của bản thân mà gây hại cho người khác. Đồng tiền làm ra không chân chính sẽ hại người, cũng hại chính cả bản thân mình. Đồng tiền phi pháp, phi đạo đức, không được tạo ra bằng công sức của bản thân mình thì sớm muộn gì sẽ bị tiêu tán mất. Trong đạo Phật có nói: tiền bạc bất chính sẽ bị năm nhà cuốn trôi, đó là nhà lũ lụt, nhà hỏa hoạn, nhà trộm cướp, nhà vô quan tịch thu và nhà con cái bất hiếu phá sản, cùng những tai họa bất ngờ khác. Tiền có thể mua được hạnh phúc hay không? Trong kinh kệ nhà Phật, người Phật tử ngoài việc tu tập tích đức hành thiện thì có quyền làm giàu. Nhiều người cho rằng làm giàu có tiền bạc rủng rỉnh là có được mọi thứ trên đời, thậm chí có cả được hạnh phúc. Nhưng đó có phải là sự thật hay không? Có thật là khi có tiền trong tay, ta sẽ được hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương chân thật hay không? Dân gian ta có câu: còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Tiền bạc chi phối nhiều mối quan hệ trong xã hội, tạo ra quyền lực ảo, nhưng chưa chắc đã giúp chúng ta có được tình cảm thực sự của người khác. Nhưng nếu cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thì sẽ vô cùng khó khăn khổ sở. Chẳng những cái ăn cái mặc bị hạn chế, mà khi ốm đau bệnh tật cũng không có cách nào để thoát khỏi cảnh ấy. Khi tiền bạc dồi dào thì đời sống vật chất cũng theo đó mà sung túc, sức khỏe được cải thiện ít nhiều, khi không phải chịu khổ sở về vật chất, mệt mỏi về tinh thần. Đức Phật có dạy rằng con người ai cũng có quyền làm ra tiền bạc bằng chính mồ hôi nước mắt của bản thân, dùng sự siêng năng cần cù vận dụng trí óc để tạo ra tiền bạc, từ đó gây dựng cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc. Theo lời Phật dạy, hạnh phúc trong cuộc sống không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản hay có quyền lực lớn đến mức nào, mà hạnh phúc nằm ở sự tự do, tự tại, sự thanh tịnh ở tâm hồn, khi không bị lòng tham lam, sân hận, si mê, thù ghét làm cho dẫn đục. Đức Phật có nói rằng thiểu dục tri túc, có nghĩa là giảm bớt tâm tham và biết thế nào là đủ. Biết đủ không có nghĩa là an phận thủ thường, chấp nhận số phận mà không có ý thức cầu tiến, không muốn phấn đấu. Biết đủ ở đây là hoan hỷ với bất cứ kết quả nào mà chúng ta nhận được sau khi đã vận dụng hết khả năng và trí tuệ của mình để thực hiện, đã nỗ lực hết sức mình. Tiền bạc và của cải không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết đủ, biết hài lòng với hiện tại,
biết trân trọng những gì mình đang có trong tay, chứ không phải là đứng núi này trông núi nọ, đòi hỏi mình có được những thứ mà người khác đang sở hữu. Hạnh phúc thực sự vốn chẳng thể nào mua được bằng tiền, cũng chẳng thể bán hay đổi hạnh phúc lấy tiền bạc chi tiêu. Ai có suy nghĩ dùng tiền bạc để mua hạnh phúc thì người đó đã hoàn toàn sai lầm. Tiền bạc chỉ có thể tạo dựng tiền đề của hạnh phúc mà thôi. Người hạnh phúc chưa chắc đã có nhiều tiền, mà người có nhiều tiền thì cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Trong kinh Phật có câu, ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả những nỗi đau, những khổ cực hay tội ác trên thế gian đều bắt nguồn từ dục vọng, từ ham muốn quá độ, từ lòng tham lam mà sinh ra. Đạo Phật cho rằng, con người vẫn có thể đạt được hạnh phúc ngay cả khi sự tiêu thụ vật chất là tối thiểu, tức là không cần quá nhiều tiền bạc, chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trên đời này. Biết hài lòng, biết đủ với cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không còn chịu sức ép của lòng tham, không còn thấy căng thẳng hay tiếc nuối về quá khứ đã qua, không quá trách cứ bản thân vì làm việc không được như ý. Phật dạy ta thiểu dục tri túc chính là muốn Phật tử trân quý những gì mình đang có trong tay, không cố công theo đuổi những gì nằm ngoài tầm giới, khiến mình trở thành kẻ khổ sở như đang khát mà uống nước biển, càng uống lại càng bị cơn khát dày dò. Vậy làm ra nhiều tiền để làm gì? Có lẽ mọi người đều đồng ý rằng kiếm tiền không phải việc dễ dàng, nhưng việc tiêu tiền sao cho đúng cũng chẳng kém phần khó khăn. Làm thế nào để tiêu tiền cho đúng, cho hợp lý? Làm ra nhiều tiền để làm gì? Trong lời Phật dạy về tiền bạc, không có lời nào rõ ràng về việc mọi người dùng tiền để làm gì. Đức Phật không áp đặt bất cứ điều gì giúp việc kiếm tiền và tiêu tiền của mỗi người, miễn sao những đồng tiền đó trong sạch và đúng đắn. Kinh Phật có chép lại rằng, thọ dụng chân chính là quan điểm của Đức Phật về cách sử dụng tiền bạc. Có thể hiểu nôm na rằng, đồng tiền làm ra nên dùng để mang lại lợi ích cho bản thân mình và người khác nữa. Đức Phật có răn rằng, tiền bạc có được bằng việc làm chân chính thì phải biết cách giữ gìn, không để thất thoát. Nên cân đối chi tiêu, chớ nên tiêu xài hoang phí đồng tiền mình đang có, càng không nên tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình. Tuy nhiên, đồng tiền làm ra cũng cần phải chi tiêu cho những nhu cầu trong cuộc sống. Nếu làm ra nhiều tiền mà không dám tiêu xài vào những việc có ích, những việc cần thiết, thì lại quá ra bủn xỉn keo kiệt, tự làm khổ bản thân mình. Trong đạo Phật có răn dạy mọi người nên tận dụng mọi khả năng của mình để mang đến hạnh phúc cho chính mình và cho người thân, cho cộng đồng, đất nước và cho cả thế giới nữa. Trước tiên, tiền bạc làm ra là để cải thiện đời sống cho chính bản thân mình, mang đến niềm vui, an lạc cho cha mẹ, vợ con và những người thân thiết khác. Khi đã thỏa mãn lợi ích cá nhân thì phải nhớ đến những người khác ở bên mình. Đó có thể là bạn bè, là đồng nghiệp, là đối tác, những người đã góp phần ít nhiều và công sức giúp mình có được tiền bạc. Theo lời Phật dạy, chúng ta không thể chỉ sử dụng tiền bạc cho riêng lợi ích cá nhân, mà còn nên dùng cho lợi ích cộng đồng nữa. Nếu dùng tiền bạc cho lợi ích cá nhân, thì chỉ có thể thiết lập được hạnh phúc ở hiện tại. Còn khi chúng ta dùng tiền bạc cho cộng đồng, thì có thể thiết lập được cả hạnh phúc ở tương lai nữa. Nói như vậy không có nghĩa là dùng tiền bạc để mua hạnh phúc, mà là dùng tiền bạc trong khả năng có thể của mình để giúp đỡ người khác, để cứu vớt những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tiền nhiều để làm gì ư? Nếu đã chi tiêu đủ cho bản thân, cho gia đình, thì có thể dùng tiền đó để quyên góp từ thiện, để hành thiện tích đức, góp thêm phần công đức cho bản thân và gia đình sau này. Tiền bạc là vật ngoài thân, có người ta chỉ có thể dùng tiền lúc còn sống, chứ chẳng thể mang theo khi đã chết.
Phật tử mất nhiều công sức để kiếm tiền chân chính thì cũng phải học cách sử dụng tiền bạc đúng pháp để đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người trong xã hội, để tạo phúc cho đời này và cả đời sau nữa. Khi chúng ta biết cách sử dụng đồng tiền chân chính thì tiền bạc chính là người đầy tớ tốt, giúp chúng ta có được cuộc sống ấm no đủ đầy, giúp chúng ta có thể đưa tay nâng đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Còn nếu để đồng tiền trở thành chủ nhân thì con người chúng ta sẽ trở thành đầy tớ cho nó, bị sức mạnh của đồng tiền chi phối, dám làm tất cả mọi điều tội lỗi chỉ để có tiền, để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình. Theo lời Phật dạy, tiền bạc không chỉ để chúng ta thỏa mãn đời sống vật chất mà còn phải biết cách làm cho đời sống tinh thần được thăng hoa. Có thể dùng tiền bạc mình kiếm được để cúng dường Phật pháp, giác ngộ chánh niệm, từ đó mở lòng từ bi, biết thương xót muôn loài, không còn ganh đua hận thù sân hận tàn sát lẫn nhau. Không phải cứ có tiền mới làm được việc thiện. Điều này phụ thuộc vào cách quản lý tài chính, cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc của mình. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tiêu cho những thứ gì đáng tiêu, đừng lãng phí cho những thứ không cần thiết, rồi đến lúc cần thì chẳng có tiền trong tay. Nếu không biết cách tiêu tiền, để bản thân nợ nần chồng chất, để mình tán gia bại sản, tức là tự đẩy mình vào địa ngục. Khi học được cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan, biết cách tiêu tiền đúng đắn và hợp lý, biết dùng tiền để làm việc nghĩa, thì nghĩa là biết tạo phước báo cho mình ở kiếp này và kiếp sau nữa. Cuộc sống sẽ an lạc, hạnh phúc khi chúng ta biết đủ, biết sử dụng đồng tiền chân chính và sẵn sàng tạo ra lợi ích cho người khác. Đạo Phật đề cao luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Gieo nhân tốt thì sẽ có được quả lành, phước đức sẽ còn đó cho mình, cho gia đình và cho cả con cháu đời sau nữa. Bởi chừng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dẫm dù thênh thang. Đâu là việc quan trọng nhất đời người? Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng bất cứ ai đều có thể bắt đầu từ hôm nay và tạo ra kết thúc mới. Người xưa dạy rằng, một người cho dù là sống ở đâu, làm việc gì, thì điều nên làm trước hết và quan trọng nhất là phải làm người, rồi sau đó mới là làm việc. Người ta cũng ví rằng, làm người là một môn học mà có dùng cả cuộc đời cũng không học hết được. Nhưng chỉ cần bạn nguyện ý thì ngày hôm nay bạn sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Dần dần bạn sẽ trở thành một người có tu dưỡng. Đừng tự cho mình tài giỏi hơn người. Người ta nói rằng, trên bầu trời còn có bầu trời khác. Người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. Tĩnh lặng thì mới được nhìn xa. Nếu một người trong tâm cũng lúc nào cũng tự cao tự đại, so sánh với người này người khác, thì sao có thể tĩnh tại mà nhìn xa được? Một người tài đức ra sao, giỏi giang như thế nào, không cần bản thân nói ra thì người khác cũng sẽ tự biết. Người khiêm tốn thì luôn luôn được lòng người. Không tự cho mình tài giỏi hơn người là một loại khiêm tốn, là thể hiện của một người có trí tuệ. Đừng tùy tiện hứa hẹn phán xét. Có câu rằng, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt vận mệnh. Cho nên, thói quen tạo nên con người. Một người mù quáng, tùy tiện hứa hẹn nhiều thì sẽ dễ trở thành người giả dối, không đáng tin, thậm chí còn tạo thành khẩu nghiệp. Một sự việc, một hành động của một người nào đó rất có thể thực hư, không như những gì mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên, nhiều lúc tưởng là tốt mà chưa phải là tốt, tưởng là xấu mà chưa phải là xấu. Đừng vội vàng, tùy tiện phán xét người khác. Nếu không, có thể điều mà chúng ta nhận được sẽ là sự thống khổ trong hối hận.
đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thực sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh khi bạn thành công, mà là những người ở bên bạn khi bạn gặp khó khăn. Đừng nói dối bản thân. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Cơ hội đầu tiên cũng là rất khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua. Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng. Nhưng dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn, sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng ta ai cũng có những sai lầm, khó khăn, thậm chí là những hối tiếc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm, khó khăn của mình. Và ngay lúc này đây, bạn có trong tay một sức mạnh để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. Đừng tùy tiện làm phiền người khác. Trong mắt bạn có thể đó là một loại đau khổ, nhưng đối với họ, đó lại là cả một niềm hạnh phúc to lớn. Cho nên, đừng tùy tiện nhìn nhận người khác theo con mắt chủ quan của mình, bởi vì rất có thể bạn đang làm phiền đến họ. Nếu có thể xem bản thân mình là một người khác, bạn sẽ giảm bớt được nỗi thống khổ mình đang chịu. Nếu xem người khác là mình, bạn sẽ biết đồng cảm với nỗi bất hạnh của người khác, thông hiểu hơn về họ. Nếu bạn xem họ là họ, thì sẽ biết tôn trọng sự độc lập, không xâm phạm người khác. Nếu xem mình là mình, thì sẽ quý trọng bản thân, vui vẻ sống. Có thể được hiểu người khác chính là một loại trí tuệ. Có thể được người khác hiểu mình thì đó là một loại hạnh phúc. Có thể tự mình hiểu mình thì đó mới là người tài đức. Đừng giễu cợt châm chọc người khác. Làm tổn thương nhân cách người khác thì có thể vui vẻ nhất thời, nhưng sẽ mang vết thương suốt đời. Trên thế giới này, sinh mệnh vốn là dựa vào nhau để sinh tồn, cho nên ai cũng cần phải học được biết ơn. Chúng ta cảm ơn thiên nhiên đã ban phúc, cảm ơn cha mẹ đã dưỡng dục, cảm ơn sự bình yên của xã hội, cảm ơn hương vị của đồ ăn, cảm ơn sự ấm áp của quần áo, cảm ơn nghịch cảnh. Đừng giữ mãi những hằn học, đừng sống với những điều mà bạn ghét. Bạn sẽ tự làm đau bản thân mình hơn là những việc người bạn ghét đã làm. Tha thứ không phải là việc nói, những gì bạn làm thì ổn đối với tôi, mà là nói, tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại bởi những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Tha thứ là câu trả lời cho việc buông tay, đi tìm bình an và giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ dành cho người khác, nó còn dành cho chính bạn. Hãy tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhoi nhất, bởi biết đâu một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy đó là điều vô cùng ý nghĩa với mình. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên, mà bạn đã dành mỉm cười cùng với ai đó quan trọng với bạn. Đừng đổ lỗi cho người khác về rắc rối của bạn. Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỷ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm. Bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. Đừng ức hiếp người yếu hơn mình. Đồng cảm với người yếu hơn mình
là một loại đức hạnh, một loại cảnh giới, một loại hài hòa. Một người tâm lý khỏe mạnh thì mới có một thân thể khỏe mạnh. Người có một phần độ lượng thì sẽ có nhiều thêm một phần khí chất. Người có nhiều thêm một phần khí chất thì sẽ có thêm nhiều một phần nhân duyên. Càng có nhiều thêm một phần sự nghiệp, tích thiện thành đức, tu thân dưỡng tính. Đừng tự khép kín bản thân. Giúp đỡ người khác là một loại cao thượng. Hiểu cho người khác là một loại độ lượng. Tha thứ lỗi lầm của người khác là một loại đạo đức vô cùng cao đẹp. Khi xảy ra việc gì, đừng tự khép kín bản thân mình. Hãy mở lòng đi làm những việc này để thành tựu bản thân mình và thành tựu người khác. Đừng lo lắng quá nhiều. Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về những điều đó hay không là tự đặt cho mình câu hỏi này. Điều này có quan trọng gì nữa không? Trong một năm tiếp theo, 3 năm tiếp theo, 5 năm tiếp theo. Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu. Đừng là người vô ơn. Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có. Kính chúc tất cả người con Phật luôn luôn học theo gương sáng của Đức Phật về lòng từ bi và luôn đi trên con đường chánh pháp, tinh tấn tu tập để sớm đạt được mọi sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời Phật dạy về cha mẹ và con cái đều là duyên kiếp trước. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần được yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy, dân thuận không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên. Có những duyên lành bố, mẹ, con cái đến với nhau, mang cho nhau hạnh phúc. Thế nhưng không phải cha mẹ nào cũng đều hy vọng mọi thứ cho con. Không phải cha nào cũng biết lo toan đầy đủ. Con cái có người hiếu thảo, có người bỏ mặc bố mẹ. Mọi thứ đều có nhân duyên. Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên. Loại thứ nhất là báo ân. Con cái đầu thai để đền đáp ân nghĩa của cha mẹ từ kiếp trước. Loại thứ hai là báo oán. Con cái ở kiếp này để báo oán những tội lỗi mà cha mẹ đã gây ra cho họ từ kiếp trước. Loại thứ ba là đòi nợ. Kiếp này con cái sinh ra để nhận lấy số tiền mà kiếp trước cha mẹ đã nợ họ. Loại thứ tư là trả nợ. Kiếp trước con cái nợ nần cha mẹ, cho nên kiếp này con đầu thai làm con để trả nợ. Nhiều người đã từng làm khổ nhiều cô gái hoặc tính tình lăng nhăng thì thường sinh ra nhiều cô con gái. Số phận của những cô con gái đó sướng khổ thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực mà bố mẹ đã tạo ra trong quá khứ. Nhưng nếu người bố sinh nhiều con gái nhưng vẫn hết lòng thương yêu vợ con, sau này các con sẽ vô cùng có hiếu. Nếu ác nghiệp kiếp trước đã hết, lại được thiện nghiệp kiếp này dung dày, thì cuối đời chỉ cần ngồi hưởng hạnh phúc, gia đạo yên vui, con cái đến hồi báo hiếu. Con cái đối với cha mẹ, thứ nhất, được nuôi dưỡng, sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Cá nhân được nuôi dưỡng, sinh ra quả nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tuy nhiên không phải ai cũng được may mắn như vậy, nên dù không được nuôi dưỡng thì vẫn nên có tâm phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, không ai cũng đủ năng lực để có thể nuôi dưỡng cha mẹ. Thậm chí cha mẹ vẫn đang phải cung cấp tiền bạc để đảm bảo cuộc sống cho con. Bù lại, con phải có cuộc sống lành mạnh, vẫn phải có lòng chăm sóc thăm hỏi, tránh làm cho cha mẹ buồn bực
vì những thói hư tật xấu của mình. Thứ hai, làm bổn phận đối với cha mẹ. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy, dân thuận, không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên. Nhưng không phải bố mẹ nào cũng tốt, cũng làm điều đúng. Phật cũng dặn dò, nếu cha mẹ khởi tà kiến, thì nên giúp cha mẹ có chánh kiến. Nếu cha mẹ làm việc ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng đường thiện. Con cái phải học tập để có trí, mới biết việc nào dẫn đến kết quả xấu, việc nào đưa đến kết quả tốt lành mà tránh. Mới biết khuyên ngăn khích lại cha mẹ, làm cho đúng pháp. Dùng những lời lẽ phù hợp để khuyên ngăn cha mẹ không làm việc xấu mà không khiến họ buồn. Thứ ba, giữ gìn gia đình và truyền thống. Truyền thống gia đình là điều đáng để nâng niu. Tất nhiên, những hủ tục thì nên loại trừ. Thí dụ, truyền thống trong nhà, anh em trong nhà thương yêu, cùng nhau tạo dựng hạnh phúc, dạy con ngoan ngoãn, hiếu hạnh với cha mẹ mình là việc nên phát huy. Thứ tư, làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Khi di mẫu qua đời, Đức Phật đã đích thân làm lễ cúng dường, nhất định cần thiết cho việc báo hiếu. Tang lễ thế nào? Vẫn có hai việc cần làm là không sát sanh và cần bố thí cúng dường. Không dung giải đồ ăn thức uống phí phạm, cúng được cỗ chay càng tốt. Bố thí là thí cho người nghèo khó. Không của thì mang công sức giúp người, dùng đó hồi hướng. Lấy tiền phúng điếu đem tặng các viện mồ côi, dưỡng lão, cũng là hình thức bố thí. Làm vậy, người chết được phước một phần, người sống được sáu phần. Thứ năm, bảo vệ tài sản, thừa tự. Được thừa tự tài sản là một trong các phước báo. Bảo vệ tài sản thừa tự chính là bảo vệ phước báo của mình. Tài sản cha mẹ để lại, nếu thấy phá sản cha mẹ sẽ buồn. Vì thế, bảo vệ tài sản thừa tự giúp cha mẹ vui, cũng là phụng dưỡng cha mẹ ở mặt tinh thần. Nếu khiến cho tài sản đó được phát triển thì càng tốt hơn nữa. Cần phát triển nó bằng hướng lương thiện. Có thể dùng phần nhỏ để cúng dường tam bảo, bố thí, giúp đỡ anh em, người nghèo khó, bệnh hoạn, lỡ thời. Cha mẹ đối với con cái. Theo lời Phật dạy, người Phật tử khi làm cha mẹ phải có bổn phận thương yêu, nuôi nấng, giáo dục con cái trưởng thành về thể chất, tinh thần, nhân cách, đạo đức, tạo dựng nghề nghiệp và khả năng tự lập cho con cái. Thứ nhất là yêu thương con cái. Nuôi nấng con cái là nền tảng đạo đức, là trách nhiệm thiêng liêng, cao quý của người làm bố, làm mẹ. Nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng đừng buồn giận. Chỉ là ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta làm trong quá khứ mà thôi. Cha mẹ dạy con điều hay, tin sâu nhân quả, tránh ác làm lành, tin chính mình là chủ nhân của bao điều hòa phúc. Nhờ vậy, con cái khi khôn lớn trưởng thành sẽ biết cách hoàn thiện chính mình. Vì quá yêu thương con, nhiều người làm việc ác, điều gian để có tiền. Hãy đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp, có thể kiếp sau quả báo mới tới, nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Thứ hai, cung cấp cho con cái đầy đủ. Trong khả năng của mình, cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái là không để chúng thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Trên phương diện tinh thần, cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, hỏi han để động viên con cái vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thứ ba, tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con cái. Không chỉ đối với lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, mà Phật giáo luôn lấy nhân quả làm nền tảng để giáo dục, vì đã loại bỏ yếu tố ỷ lại vào người khác,
và phát triển năng lực làm chủ bản thân. Khi được bố mẹ hỗ trợ định hướng trong nghề nghiệp, nhưng chính bản thân con phải độc lập và tự lực phát triển. Thứ tư, tìm nơi chốn xứng đáng để dựng vợ, gả chồng. Bố mẹ còn phải chăm lo đến đời sống lứa đôi cho con cái, đưa ra những lời khuyên giúp con tỉnh táo hơn trong việc chọn một nửa yêu thương. Tuy nhiên vẫn tôn trọng quyết định đời sống hôn nhân của chúng. Chúng được quyền lựa chọn theo nhân duyên của mỗi người. Ngoài việc truyền trao kinh nghiệm trong hôn nhân cho con cái, các bậc cha mẹ còn phải hướng dẫn con cái chọn lựa người bạn đời thích hợp để đảm bảo hạnh phúc cho gia đình. Thứ năm, giao hết của cải cho con cái ở thời điểm thích hợp. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, trước khi qua đời, để lại di chúc và tài sản thừa tự cho con cái. Nội dung di chúc như thế nào, cha mẹ có toàn quyền quyết định khi còn minh mẫn. Có nhiều bậc cha mẹ đã không nghĩ tới chuyện này khi còn khỏe mạnh, là nguyên nhân anh chị em tranh giành tài sản do cha mẹ để lại dẫn đến gia cảnh tan nhà nát cửa. Bà chủ ghét rửa bát. Trấn Diệu có rất nhiều cửa hàng ăn uống, nhưng giới sân chỉ quen mỗi tiệm cơm của nhà ông Ích. Một là do cách chế biến đồ chay ở đây rất đặc biệt, hai là do chú chó giới ngôn của chùa vốn được ông chủ này tặng, nên các chú tiểu cảm thấy gần gũi. Lần nào đi qua tiệm cơm của nhà họ Ích, tiểu cũng thấy bà chủ ngồi ngoài tiệm rửa chén. Bà chủ là Phật tử, mỗi lần nhìn thấy các chú tiểu đều mời vào ngồi, và nếu tiểu có dùng cơm thì bà cũng lấy tiền rất rẻ. Bà chủ tuy mập mạp nhưng chưa bao giờ cấm kỵ việc ai đó nói bà mập, lâu lâu lại còn đem cái sự mập của mình ra giải bày, rằng thật ra lúc trước bà rất ốm, nhưng sau khi mở tiệm cơm mới bắt đầu mập lên. Bà vừa than vắn thở dài, vừa nói với khách: "Ai bảo nhà tôi là đầu bếp có tài nghệ quá cao, chế đồ ăn quá ngon, nên nuôi tôi quá mập như vậy." Vậy đó, có một vài khuyết điểm, nếu như chúng ta không chú ý vào nó, tự nhiên nó không còn là khuyết điểm, đôi khi chính là ưu điểm nữa. Trong hẻm này có rất nhiều tiệm cơm, nhưng không vì sự cạnh tranh buôn bán mà làm cho bộ mặt xấu đi. Ngược lại, còn khiến cho danh tiếng khu phố ẩm thực ngày càng nổi tiếng. Mối quan hệ giữa các chủ tiệm cũng rất tốt. Họ thường buôn chuyện, đồng thời cũng không quên thám thính xem tiệm cơm của người kia có động tĩnh gì khác không. Lần nọ, bà chủ Ích đứng trước mặt khách, dùng tấm thân bộ tượng của mình ra mà quảng cáo, nhằm chứng minh cho tay nghề nấu ăn của tiệm bà. Cô chủ tiệm cơm kế bên thấy vậy liền chen vào: "Nếu bà mà qua tiệm cơm của tôi, bà có thể mập hơn nữa, vì tay nghề nấu ăn của tiệm tôi còn cao hơn nhiều." Bà chủ Ích cười cười, đập vào vai cô kia. Cô nọ vì quá ốm yếu nên xiển liễn, trẹo vai, phải ở nhà nghỉ vài bữa mới khỏi. Bà chủ Ích sống rất nhiệt tình. Có lần bà đang rửa chén, nhìn thấy giới sân, liền kéo tiểu vào tán gẫu. Tắm quanh một hồi, lại làm bàn đến cái sự ghét thương. Bà thật tình bảo rằng thứ mà bà ghét nhất chính là rửa chén. Người mở tiệm cơm, một năm bốn mùa không biết rửa bao nhiêu cái chén. Mỗi ngày khách đến ăn không ít, rửa riết rồi đâm ra chán. Giới sân mắc cười, tự nhủ nếu một ngày nào đó khách không còn đến ăn nữa, liệu bà chủ có vui không khi bà không còn bị rửa chén? Chắc chắn là không rồi. Tư tưởng chúng ta cũng giống như con lật đật vậy, không tìm ra điểm tựa, cứ lắc lư bất định. Khi ở bên phải lại muốn qua bên trái, khi ở bên trái lại muốn qua bên phải. Giới sân không dám đem suy nghĩ của mình ra nói, vì tiểu còn ốm hơn cả cô chủ tiệm cơm kế bên nữa. Nếu như bị bả phát cho một cái thì có nước, gãy xương chứ chẳng đùa. Kết quả của bức vẽ. Trước đây vài ngày, một họa sĩ vẽ rất xuất sắc ở Trấn Diễu là Phật tử họ Hạ đến chùa. Cùng đi với ông còn có một người mập mập khác. Ông Hạ ngồi trong phòng sư phụ Trí Duyên hầu chuyện. Thì ra người mập mập nọ là một vị họa sĩ nổi tiếng trong thành thị. Nghe nói phong cảnh Trấn Diễu rất đẹp, liền đến xem. Lần này, mục đích ông Hạ chính là dẫn họa sĩ đó đến chùa ở vài bữa,
sẵn dịp vẽ vài bức tranh thủy mặc. Sư phụ Trí Duyên vui vẻ nhận lời. Ông Hạ thường chỉ cách cho Giới Trần vẽ. Nghe nói ông Hạ tới nên Giới Trần chạy ra chào. Giới Trần dựa vào cánh cửa, thò nửa đầu vào cười Duyên. Chưa chịu bước vào, đến khi ông Hạ vẫy tay, hắn mới e dè đi đến bên cạnh. Ông Hạ xin phép sư phụ Trí Duyên cho Giới Trần cùng vẽ với họ. Giới Trần hướng về sư phụ Trí Duyên. Sư phụ gật đầu, hắn mừng rỡ chạy đi. Hai vị họa sĩ ở trong chùa nửa tháng. Thời gian đó Giới Trần hầu như mỗi ngày đều cùng với hai ông lên núi để vẽ. Sau khi về chùa, mỗi người đều ở trong phòng miệt mài vẽ. Hôm hai vị họa sĩ cáo từ, Giới Trần được họ tặng cho vài quyển sách. Kể từ hôm đó hắn luyện vẽ nhiều hơn trước. Lúc trước khi nào rảnh rỗi Giới Trần mới vẽ. Lúc này hình như hắn toàn tâm toàn ý đầu tư vào công việc này. Kỹ năng của Giới Trần càng ngày càng tiến bộ. Có khi bức tranh hắn vẽ khiến cho người ta kinh ngạc. Chính chúng tôi còn không tin là do hắn vẽ nữa. Càng vẽ hắn càng trầm mặc, trông rất lạ. Hôm nọ sư phụ Trí Duyên nói với Giới Trần, sau này ít vẽ lại đi, rảnh rỗi đi ra ngoài chơi. Giới Trần buông bút, lại cùng với Giới Si chạy lên núi. Không lâu sau, trình độ vẽ của hắn lại càng tiến bộ. Lần nọ, Giới Sơn hỏi sư phụ Trí Duyên, vì sao không để Giới Trần phát triển năng khiếu hội họa? Sư phụ Trí Duyên nói, vì Giới Trần mất đi cái tâm vẽ tranh ban đầu rồi. Chúng ta đối với việc lý giải sự thành công nên định nghĩa thế nào? Là đạt được vụ mùa bội thu hay đạt được thành tích khiến người ca ngợi? Có lẽ nên mang theo niềm hỷ duyệt trên con đường thành công. Chúng ta phải chăng đang mê mải hướng về kết quả? Phải chăng thường khổ não vì kết quả đó? Giống như tâm ban đầu của Giới Trần, vẽ là vì niềm vui, vì tu tâm dưỡng tánh. Còn vẽ có đẹp hay không chỉ là vật phẩm kèm theo. Khi định vị mục đích của việc hội họa là để nâng cao trình độ hội họa mà không phải vì niềm vui, hắn liền đánh mất đi ý nghĩa vốn có của việc vẽ. Sư phụ Trí Duyên cản ngăn hắn vẽ là vì nguyên nhân này. Trên con đường đi, những niềm vui mà chúng ta có được không thể chỉ là cái giây phút lên đỉnh núi, mà niềm vui phải đến suốt quá trình lên núi đó. Ly nước ít. Trong những thính giả đến chùa nghe kể chuyện, từng có một người rất kỳ lạ. Chú Phật tử này độ chừng 30 tuổi, dáng vẻ phong độ, nhưng khi đi đường lại luôn gục đầu bước tới, không có chút sinh khí nào. Chú Phật tử nọ chắc không phải là người địa phương, nhưng thời gian đó ngày nào chú cũng đến chùa dạo cảnh. Nếu như đúng vào lúc nghe kể chuyện, chú ta lại ngồi yên trong góc chùa, trầm mặc nghe xong chuyện rồi lặng lẽ ra về. Cuối cùng, có ngày nọ, chú nghe xong chuyện kể, không vội rời khỏi, đi tới trước mặt sư phụ Trí Duyên, đứng im lại một chỗ, hình như muốn nói gì, nhưng chưa nói ra được. Sư phụ Trí Duyên nhìn chú ta, hỏi, hình như chú có phiền não gì phải không? Chú ta gật gật đầu. Sư phụ bảo chú ngồi xuống ghế. Chú bộc bạch, con là một người không chỗ dung thân. Sư phụ cười hiền, thế giới này lớn như vậy, làm sao mà có người không chỗ dung thân? Chú ta thở dài, con từng gặp phải quá nhiều thất bại, học hành thất bại, công việc thất bại, tình duyên thất bại, hết thất bại này đến thất bại khác, từ đó đến giờ không có chuyện nào thành công. Có lúc con suy nghĩ rằng, có phải là sinh mệnh con đã định là phải sống trong thất bại hay không? Nên con đến trước Phật tìm câu trả lời, nhưng chưa tìm ra đáp án. Con đây hết cách nên đành thỉnh giáo sư phụ. Sư phụ Trí Duyên lại cười, cầm hai chiếc ly thủy tinh để trên bàn. Một ly chứa khoảng 3 phần nước, một ly chứa khoảng 1 phần nước. Sư phụ nói, trước mặt ta là 2 ly nước, tượng trưng cho 2 người. Ly nước nhiều tượng trưng cho người tương đối thành công, ly nước ít tượng trưng cho người thất bại như chú. Rất nhiều người chắc sẽ thích ly nước nhiều, vì ý nói rằng người đó đã thu hoạch được khá nhiều thành công. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ khác, ly nước ít thật ra rất đáng được trân quý,
Vì nước ít nên nó có cơ hội chứa thêm nhiều nước, cũng như người hiện tại thất bại, nhưng ngày sau sẽ có nhiều cơ hội hưởng thụ niềm vui thành công. Nhiều lần thất bại trong quá khứ sẽ dự báo có nhiều cơ hội thành công trong tương lai. Thành công và thất bại không nhất định. Thất bại của hôm nay không giống với thất bại của ngày mai, cũng không có nghĩa là ngày mai chắc chắn sẽ thành công. Ly nước ít sẽ dung nạp được nhiều nước, nhưng chỉ là có thể. Nước trong ly không thể tự đầy, mà muốn cho nó đầy, chúng ta cần phải rót. Đó chính là việc không ngừng nỗ lực hết lần này đến lần khác để đổ nước vào ly. Nén nhang của ông lão họ Trần. Chùa Thiên Minh có một ông lão họ Trần, năm nay đã hơn 70 tuổi, thường ngồi bán nhang ở góc chùa. Nhà ông ở dưới chân núi, mỗi sáng sớm ông đều lên chùa, chiều tối mới dọn dẹp hàng, đem nhang bỏ vào một căn phòng trống phía sau chùa. Ông lão bán nhang rất thích giới Si và giới Trần. Ông thường ngồi im nhìn hai chú vui đùa trong sân, thỉnh thoảng lại làm trò ảo thuật biến ra kẹo cây cho hai chú. Vì vậy giới Si và giới Trần thường quẩn quanh bên ông để được kẹo. Ông lão hết sức thành kính, mỗi ngày sau lúc dọn hàng, ông đều thắp nhang lạy Phật rồi mới xuống núi về nhà. Bất luận ngày nắng hay mưa, giỏ nhang của ông cũng chưa bao giờ vắng ở góc sân chùa. Thậm chí vào những ngày đông tuyết rơi dày đặc, ông cũng lên chùa thắp nhang rồi về. Có dạo không biết vì lý do gì mà mấy ngày liền không thấy ông Trần lên chùa bán nhang. Ông ở trong trấn không người thân thích, nên trong chùa ai nấy cũng đều lo lắng cho hoàn cảnh của ông. Quý sư phụ quyết định dẫn mấy tiểu chúng tôi xuống núi thăm ông lão. Đến nhà lão Trần, ông đang nằm trên giường không ngớt ho khan. Thấy chúng tôi đến, ông liền cố ngồi dậy. Sư phụ Trí Huệ bảo ông cứ nằm dưỡng bệnh, tiện tay rờ vào trán ông, nghe nóng đến giật mình. Sư phụ vội vàng bảo chúng tôi mời bác sĩ đến khám bệnh. Ông lão cười, nói chỉ là bệnh vặt thôi, không có gì quan trọng. Nhưng gương mặt ông rất tiều tụy, khiến người khác phát lo. Bác sĩ trong trấn nhanh chóng có mặt, chẩn đoán ông bị cảm nặng, đoạn kê toa thuốc. Quý sư phụ bảo Giới Ngạo ở lại chăm sóc ông. Giới Si, Giới Trần cũng đòi ở lại, nhưng quý sư phụ sợ hai chú làm ồn, phiền lão nghỉ ngơi nên không đồng ý. Về đến chùa, sư phụ Trí Huệ cầm một phong thư đưa cho Giới Sân, bảo tiểu xuống trấn gửi đi giùm. Nhìn phong bì, tiểu thấy hình như không phải là địa chỉ của nhà sư phụ. Sư phụ Trí Huệ nói phong thư này gửi cho con trai ông lão Trần. Hóa ra ông lão bán nhang vẫn còn thân nhân, chỉ là không hiểu tại sao hồi đó tới giờ không thấy lai vãng. Tối đến, Giới Sân nghe sư phụ kể, thì ra người vợ quá cố của ông thân thể ốm yếu, nên hai người sinh con rất trễ, mãi đến 40 tuổi mới có đứa con trai. Khoảng 10 năm trước, hai bố con xảy ra việc tranh chấp gì đó, họ cãi nhau trong chánh điện. Trong lúc nóng giận, đứa con trai không cẩn thận làm bể đồ vật trong chánh điện, ông lão liền tát vào mặt anh ta. Do vậy mà con trai ông bỏ lên thành thị, thỉnh thoảng cũng ghé qua trấn Diễu, nhưng do tính tình hai cha con đều bướng bỉnh nên mối liên hệ của hai người rất tồi tệ. Không bao lâu, ông lão bán nhang bình phục, lại bắt đầu lên chùa trở lại. Quý sư phụ bảo ông ta nghỉ dưỡng thêm, nhưng ông lão không chịu. Trải qua thời gian, vào một buổi chiều, Giới Sân đang quét sân thì nhìn thấy một thí chủ rất kỳ lạ. Anh ta khoảng 30 tuổi, cứ đứng thập thò trước cửa chùa không chịu vào, nhìn trân trân ông lão. Đang bận bán nhang cho khách, vừa quay đầu lại thấy anh thanh niên, ông lão lập tức cũng đứng bất động. Hai người cứ nhìn nhau như thế, thần tình rất quái lạ. Giới Sân lơ ngơ nhìn hai người, chợt hiểu ra mối liên hệ giữa họ. Đúng là con trai ông lão về thăm ông đây mà. Anh thanh niên từ từ tiến đến bên ông, ngồi lên chiếc ghế nhỏ, có vẻ trầm mặc, nhưng hình như anh đang muốn nói điều gì. Ông lão im lặng, vẫn cứ bận bán nhang, nhưng có vẻ ông rất xúc động, vì bàn tay ông cầm nhang đưa cho khách mà cứ run rẩy. Trời bắt đầu chiều, ông lão như thường lệ vào chánh điện lạy Phật. Anh con trai lặng lẽ bước theo ông. Khi ông lão chuẩn bị ra về
sư phụ Trí Huệ chợt kêu anh con trai lại, bảo đợi một chút. Ông lão không dừng lại, một mình xuống núi về nhà. Sư phụ Trí Huệ mời con trai ông vào chánh điện, đưa cho anh ta một gói giấy. Trong gói giấy có vài cọng tâm nhang. Anh ta nhìn sư phụ, lòng đầy thắc mắc. Sư phụ Trí Huệ nói, ba anh mỗi ngày đều đến chùa thắp nhang. Mấy bữa nay tôi giữ lại mấy cọng tâm nhang mà ông thắp còn lại. Anh thanh niên vẫn chưa hiểu ý sư phụ. Sư phụ nói tiếp, ông lão mỗi ngày đều thắp nhang như vậy. Rất nhiều lần tôi ở gần ông, nên tôi biết tất cả những lời khấn của ông đều là dành riêng cho anh. Mắt người con trai chợt đỏ, anh cẩn thận gói bao giấy lại cất vào người. Hôm đó lúc anh xuống núi trời đã hoàng hôn, mưa rơi lất phất. Nước mưa có thể hòa lẫn để che đi nước mắt của anh, nhưng không che được nỗi hối hận thương tâm trong lòng anh. Trải qua vài ngày, dưới sân nhìn thấy hai cha con vui vẻ vào chánh điện lạy Phật, hình như cũng không có gì buồn rầu. Khi họ gần đi, tiểu chợt có vài điều thắc mắc, liền đến hỏi sư phụ Trí Huệ rằng, sự tranh chấp của hai cha con năm đó, rốt cuộc là ai sai, ai đúng? Sư phụ Trí Huệ nói, từ trước tới giờ, chưa có ai sai cả.